Mến chào quý anh chị em đã quay lại kênh Cá Bảy Màu của mình nha. Mình là Thắng Lê Guppy Farm. Thì ngày hôm nay em có chương trình là khuyến mãi free ship cho anh chị em nào mua đơn hàng từ 200k trở lên sẽ được free ship nha anh chị em ơi. Rồi, dòng cá đầu tiên muốn gửi đến anh chị em á có tên là Tiger King Cup Ga cho anh chị em. Cá thì như clip 100% nha. Đó, thì size cá là size 2 tháng rưỡi đến 3 tháng nha anh em. Đây là cá trống rồi nha. Thì trên thân có những lớp sọc gằn anh em. Cái đuôi nó cũng vậy luôn ha. Đó, có những đốm đốm đen đen rồi ha. Vàng vàng rồi nha anh em, cam cam rồi nha. Thì đây là Tiger King Cup Ga. Cái hàng này em đang bán là 40 ngàn một cặp. Ngày hôm nay em bán xả hàng luôn nha. Em mà xả hàng tại vì sắp Tết rồi anh em. Nói chung là xả từ bây giờ luôn ha. Là 7 cặp là 200k. Hàng Tiger như thế này nha. Đó là được free ship nha anh em, cho nên bắt đơn hàng từ 200 trở lên được free ship luôn đó. Thì anh chị em đang xem clip của mình á thì cho em xin một like và một đăng ký kênh YouTube nha. Rồi mua hàng bên em sẽ free ship cho anh chị em. Đó, thì em tranh thủ bắt nha. Tiger rất là đẹp luôn nè. Đó, video bên lưng nhìn nó hấp dẫn quá nha anh em. Cập nước lên em ơi. Rồi thì đây là clip cá mái nha anh em, xem cá mái nè. Cá mái thì size cũng vừa thôi nha anh em. Size này mới ôm trứng thôi nha. Về nên cái việc là ghép vô rồi cho cá anh em sinh sản luôn nha. Con nào nó ú ú nhìn đã lắm anh em ơi. Thì con cá mái thì trên thân nó cũng có những cái đốm đốm mà đen đen anh em, sọc gằn ha, nhưng mà cái màu sẽ lợt hơn nha anh em. Cái màu nó lợt hơn anh em thấy không? Đó, lợt hơn cái trống nhiều. Thì con mái này có một cái màu nâu nâu xám xám, nó nâu nhẹ đó ha. Màu gọi là bình thường thôi. Là chủ yếu là con cá mái để sinh sản và duy trì nồi giống nha. Con cá trống đẹp hết trơn rồi. Cá mái này cũng bình thường thôi nha anh chị em. Rồi tiếp theo tên lên một dòng cá tên là HB Yellow anh em ơi. Nửa thân sau màu đen, cái đuôi màu vàng vàng nhìn đảm luôn. Thân body cũng khá là ok nha. Cái hàng này size cá còn thơ nha anh em nuôi khoảng tầm cho 3 tháng rưỡi đến 4 tháng rưỡi rồi ha. Thì cái đuôi nó bự lắm anh em, tại vì cái thai này size tơ vừa lên là em xuất hết trơn rồi. Hàng này đó về anh em chỉ việc là ghép vô cho cá sinh sản thôi nha. Hàng như vậy anh em về mình gây giống á, mình làm giống là ok nhất cho anh em. Anh em đừng lựa mấy con cá mà quay bự quá, về nó khó dí máy lắm anh em, nhiều khi không đạt á. Thì anh em có cần dòng cá nào thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo em để góc phải màn hình đó nha. Anh em cứ nhắn tin qua Zalo giúp em đi, rồi muốn đặt dòng cá nào cũng nhắn cho em ha. Đó, thì tranh thủ cái đợt này nè, em khuyến mãi anh em thì em bắt tranh thủ bắt nha. HB Zalo này là 40.000 một cặp, em xả hàng luôn nha. Em bán là 7 cặp là 200k thôi, là chưa tới 30.000 một cặp nữa mà được free ship nữa anh em. Đó, thấy không? Đợt này anh em mua cá cực kỳ hời ha. Nhân dịp cuối năm thì tất cả các chạy đa phần sẽ xả hàng nha anh em. Bên em thì với dòng cá cơ bản thì thôi, nhưng mà số lượng rất là nhiều luôn cho anh chị em chơi ha. Còn đây là clip cá mái, anh em thấy cá mái không? Mái thì body màu nâu nâu xíu ha, cái đuôi màu vàng vàng nha anh em. Đó, về cái việc là ghép vô sinh sản thôi nha. Size cá là size 2 tháng rưỡi nha anh em. Về là mình cho nó đẻ luôn, rất là ok cho anh chị em nào cần luôn nha. Rồi một tiếp theo là một dòng cá vây đua vây lưng quá là đẹp luôn anh em ơi. Hàng này bên em có số lượng còn ít thôi nha, chắc qua đợt này là em xả luôn là hết luôn rồi đó. Là 40 ngàn một cặp, combo 7 cặp là 200k anh em ơi. Đợt này em xả hàng nha, cực kỳ đẹp luôn nè. Metal và Lugat, những cái lằn gát trên lưng, trên thân, trên đuôi đó ha anh em. Đó, metal nha, rất là đã luôn nè. Thì cái vây đua vây lưng rất là to, cái bộ này là bộ bộ quay anh em, quay rất là to ha. Rồi anh em có cần thì nhắn cho em qua số điện thoại và Zalo em để có phải màn hình nữa nha. Anh em cứ bắt đơn từ 200 trở lên sẽ được free ship nha. Nói chung là anh em bắt càng nhiều thì em sẽ có một phần quà nhỏ nhỏ em tặng kèm thêm cho anh chị em ha. Bắt 2-3 combo gì đó thì nói chung là cũng có tặng thêm cho anh chị em à. Rất là đẹp luôn nè. Về cho việc cho sinh sản đó nha. Còn đây là clip cá mái anh em ơi. Mái đây anh em thấy không? Đó. Cái dòng này ngộ lắm anh em. Con cá mái nó màu không có màu sắc gì hết luôn. Con cá mái nó có một cái màu nâu nhẹ nhẹ, nâu lợt nha. Đó, thân màu trắng tư à. Còn tiếp theo là một dòng cá bên em có số lượng khá là nhiều nè, Dumbo Gatel anh em ơi. Bộ Dumbo này bên em đợt này tay bơi khá là to ha, trên thân vậy cũng sáng anh em, đuôi đỏ đó nha. Hàng này là 40 ngàn một cặp thôi. Ngày hôm nay anh em đã combo 7 cặp để anh em là 200k nha. Đợt này em khuyến mãi free ship cho anh em. Có thể là em xả hàng từ đây đến hết tháng 12 luôn đó anh em. Em xả hàng ha. Đó là qua năm sau là lên những dòng cá VIP hơn là không có khuyến mãi đâu nha. Thì anh em có tranh thủ bắt đi. Còn đây là cá mái của Dumbo nè, mái thì em tách riêng ha, chưa ghép, mới ôm trứng thôi. Cá về anh em biết việc là mình để vào rồi khoảng tầm 20 ngày, 15-20 ngày thì cá anh em sẽ đẻ một lứa nha. Đó thì thường thường là khoảng tầm 20 ngày sẽ đẻ. Tiếp theo là lên dòng Ivory anh em ơi, đợt này Ivory lên ít hàng rồi nha. Hàng đẹp nha anh em, đó là 60 ngàn một cặp, cá thì 90 cho clip nha. Combo 5 cặp á, là 250k anh em ơi, free ship luôn nha. Tại vì Ivory á thì làm rất là khó anh em, nó gọi là khó làm hơn cái dòng cá này ha, tại vì tỷ lệ nhiễm nhiều nè. Còn mấy con cá chấm như thế này, đẹp như thế này ha, là em phải bắt em lựa ra rồi em phơm nó lên đó anh em, phơm cho mấy con cá phải đẹp được như này nha thì giá sẽ cao hơn.
những cặp sáng như vậy là vậy chỉ giá là trên 100.000 đó nha anh em, nhưng mà em bán chung là xả hàng thôi, 5 cặp là 250. Hồi lúc trước anh em 250 là anh em mua chỉ được một cặp thôi, đợt này anh em được 5 cặp luôn. Tại vì đợt này em số lượng khá là nhiều rồi, nói chung là bán cho chị em ha. Size cá còn tơ nha anh em, size này mới có 2 tháng rưỡi thôi. Thì trên hang có một lớp platinum thì có con còn tơ nó chưa lên hết, nhưng mà anh em yên tâm mình nuôi cá khoảng tầm 3 tháng 3 tháng rưỡi này là nó full lưng hết trơn luôn, dậy sáng cực kỳ luôn, quay đuôi quay lưng nó vuông còn đẹp dữ đó nha. Tại vì cá này còn tơ em bán nhanh cho anh chị em chơi luôn đó, mà hàng này á anh em về là mình cho đẻ được rồi nha, chứ đừng để mình lựa cái size già quá anh em, già quá rồi nó đâu có dí mái được đâu, vây nó bự quá trời á. Còn đây là clip cá mái đó anh em thấy không, mái thì bình thường thôi, mái thì cái đuôi cũng màu sắc như cá trống ha. Cái thân này body Unu à, máy body Unu à, về cái việc là cho đẻ thôi nha anh em. Thì anh em có chơi dòng Amogi này cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo, em để có phải màn hình đó nha. Anh em có nhắn tin qua Zalo giúp em đi, muốn đặt dòng cá nào nói chung là cũng dễ nuôi thôi. Rồi tiếp theo đây là dòng gồng đỏ tia anh em ơi, gồng đỏ này á, thì em bán là 40.000 một cặp ha. Ngày hôm nay là nuôi gồng đỏ thì anh em biết rồi, nó nuôi nó rất là dễ luôn mà để nhiều nữa, cho nên em xả hàng luôn nha. Em bán cho anh chị em á là combo 7 cặp á là 200k thôi, mà được 7 cặp cá anh em, mà được free ship đó nha. Đó, free ship là em áp dụng chắc là hết tháng này cho anh chị em luôn á. Nói chung là cuối năm rồi em bán rồi hỗ trợ anh em thêm á, free ship đến hết 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 năm nay luôn, hết tháng 12 luôn nha. Đó, gồng đỏ này có chơi thì nhắn cho em. 7 7 cặp chỉ 200k thôi mà được free ship nên là cá chỉ bán tầm 20.000 một cặp thôi nếu mà free ship nha. Giá cực kỳ mềm anh em. Anh em thấy không, cá đẹp như thế này mà giá mềm nó thì còn gì bằng nó anh em, thì mình cứ tranh thủ bắt nha. Còn đây là clip cá mái anh em thấy không, mái thì phải đuôi bên lưng khá là ok nè, màu màu thâm thâm nha. Đó, body Unu đã lắm, con sai cá này chưa ghép nha. Rồi nói chung là anh chị em nào có cần dòng cá nào á, thì có liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo, em để có phải màn hình đó nha. Rồi anh chị em đang xem clip thì cho em xin một like và một đăng ký kênh YouTube nha. Rồi xin chào anh chị em, chúc anh chị em xem clip vui vẻ nha.